Việt Nam hạ lãi suất chỉ đạo với hy vọng thúc đẩy tăng trưởng. Vào lúc tăng trưởng dự trù cho năm 2012 chỉ còn là 5.2%, mức thấp nhất từ năm 1999 đến nay. Ngân hàng Nhà nước Cộng sản Việt Nam lại quyết định giảm lãi suất chỉ đạo lần thứ 6 trong năm nay. Theo một quyết định công bố vào ngày 21 tháng 12, kể từ ngày 24 tháng 12, các tỷ lệ lãi suất chủ yếu đều được bớt đi thêm 1%. Như vậy, lãi suất tái cấp vốn từ 10% mỗi năm sẽ chỉ còn là 9% mỗi năm, trong lúc lãi suất tái chiết khấu từ 8% được cắt bớt còn 7%. Bên cạnh đó, lãi suất liên ngân hàng cũng giảm từ 11% xuống còn 10%, song song với việc giảm các lãi suất chỉ đạo kể trên, mức trần lãi suất cho vay bằng tiền đồng cho các ngành công nghiệp, nông nghiệp, xuất khẩu cũng được hạ thấp thêm 1% từ 13% xuống còn 12%. Theo các nhà phân tích, việc duy trì tình trạng lãi suất cao trong thời gian qua, một biện pháp được ban hành để chống lạm phát đã làm cho các doanh nghiệp trong nước không vay được vốn để sản xuất, làm cho kinh tế thêm khó khăn. Sự kiện lạm phát lùi bước trong thời gian gần đây đã tạo điều kiện cho ngân hàng nhà nước nới lỏng chính sách tín dụng. Tháng 11 vừa qua, chẳng hạn, lạm phát đã giảm bước thêm tới mức là 0.47% so với tháng 10 trước đó.